Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thầy bò có gì cái lô này 2 4 6 8. 8 con nha. 8 con được kem Barbie. Mẫu siêu độ đẹp. Chăn nuôi thành công. Cái 8 con này cho cô chú anh chị xem nha. Siêu độ đẹp luôn. Siêu xám mà 3B đồ có đủ cho cô chú anh chị. Lô này 8 con. 8 con này là 18 triệu 500 một con nha. Bò này cứng bò lắm rồi, sỏ già muốn hết luôn rồi. Làm 9 tháng tuổi rồi. Sỏ già muốn hết luôn rồi cô chú anh chị. Lực ở này mình thúc vỗ béo rất là mau lên nha. Đây, xương sắp rất là to luôn. Lô này 8 con. 18 triệu 500. Nha. 18 triệu 500 một con nha. Mình quay kỹ từng con cho cô chú nhị xem. Xương sóc to nha. Bò này chiều cao gần 1m2 nha. Mét mười mấy nha. Mét hai. Xương sóc rất là lớn nè. 18 triệu 500. Đây bò được chỗ béo nha. Cô chú chị cần thì liên lạc cái trại bò giống Vinh Nguyễn ở Mang Thích Vĩnh Long nha. Cách cầu Mỹ Thuận khoảng 23 cây số. Thích con nào thì mình mua con đó nha. Con này cứng bò rồi. Này thấy sỏi dầm nữa không? Nó làm 9 tháng tuổi rồi. 18 triệu 500 một con nha. Đồng giá muốn mua con nào mua. Siêu lực luôn. Nó đang nó đúng là bao hết nha. Không có bị tật lỗi gì hết nha. Cái này ta nó dính phân nha. Mình chưa có tắm cửa cho kỹ chứ không có bị gì hết. 18 triệu 500 đồng giá. Cô chú anh chị thấy thích thì lô bò này thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Về lô nào là bán hết lô đấy. Giá bò rất là rẻ. Năm nay giá bò rất là rẻ là mình nhập bò thì chắc chắn là phải trúng. Đâu còn giá nào rẻ hơn giá này nữa. 9 tháng tuổi 18 triệu 500 nha. Bò được vỗ béo nha. 3B kem Pháp. Siêu lực. Rồi cô chú chị thấy thích thì liên lạc với trại bò giống Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long nha. Chúc cho bà con mình chăn nuôi thành công.